Minh được Tử Vi mến chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 10 tháng 4 năm 2022 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 10 tháng 3 năm nhâm dần Ngày này là ngày quý tỵ tháng Giáp Thìn năm nhâm dần và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo. Các giờ Hoàng Đạo trong ngày như giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc bảo quan. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc bạch hổ, giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên lao, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc nguyên vũ, giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc câu trần, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình, giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước. Vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh trường lưu thủy ngày quý tỵ tức can khắc chi nghĩa là thủy khắc với hỏa và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm trường lưu thủy kỷ tuổi đinh hợi ất hợi ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa đặc biệt là tuổi kỷ sửu đinh dậu kỷ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày tỵ lục hợp với thân tam hợp với sửu và dậu thành kim cục xông với hỏi hình thân hại dần phá thân và tuyệt tí vài tuổi xung khác trong ngày tuổi xung trong ngày gồm có tuổi đinh hỏi ất hỏi đinh mão tuổi xung trong tháng tuổi nhâm tuất canh tuất canh thìn và các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương mở kho nhập kho xuất hành di chuyển giao dịch mua bán ký kết sao ngụ phú tốt mọi việc sao âm đức tốt mọi việc sao minh đường hoàng đạo tốt mọi việc và ngày hôm nay là ngày trực tinh đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát sao xấu trong ngày gồm có sao kiếp sát kỵ về xuất hành cưới hỏi an tán, xây dựng về nhà cửa sao hoang vu, sáu mọi việc, sao nhân cách, sáu đối với việc giá thú, khởi tạo, sao lôi công, sáu đối với xây dựng nhà cửa. vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng tây bắc. Và sau đây, mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 quân giáp, chủ nhật, ngày 10 tháng 4 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. tử vi tuổi Tý chủ nhật ngày mùng 10 tháng 4 năm 2022 với bà tuổi Tý bước sang ngày chủ nhật này xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh cái điều này sẽ giúp cho việc kiếm tiền làm giàu của bạn trở nên suôn sẻ và dễ dàng hơn bao giờ hết trong ngày này đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán thì có được một ngày phát tài phát lộc dễ gặp được những cơ hội tốt mà phất lên một cách nhanh chóng như diều gặp gió. Và dù có gặp phải những khó khăn cũng được bạn bè, người thân giúp đỡ để vượt qua một cách thuận lợi nữa. Với bạn tuổi tí trong ngày này, bạn cần phải cố gắng để nắm bắt cơ hội trước mắt mình, phát huy hết nội lực mà mình đang có để không bỏ lỡ mất tiền bạc ngay trong tầm tay. Và dù ngày hôm nay là ngày Chủ nhật, nhưng với bạn có lẽ sẽ chẳng thể nào được nghỉ ngơi nếu không muốn đánh mất đi tài lộc. Dù có vất vả một chút nhưng chắc chắn kết quả mà bạn nhận về sẽ vô cùng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày Chủ nhật này với ban tuổi tý lại đang gặp ngày có thủy họa bất dung. Điều này làm cho con đường tình duyên của bạn lại chẳng được may mắn như con đường tài lộc sự ngang ngược và cố chấp của bạn có thể khiến cho bạn đưa ra những phán xét sai lầm khi chưa tìm hiểu kỹ về vấn đề, đánh mất đi cơ hội chạm tay vào hạnh phúc mà bao người mơ ước. Với bạn tuổi tí, đừng có lúc nào cũng khăng khăng cho mình là người đúng đắn, bạn cần phải học cách lắng nghe nhiều hơn nữa bạn tuổi tí nhé về câu quyết cho bạn tuổi tí trong ngày chủ nhật này tử vi tuổi giáp Tý thuộc mệnh kim kinh doanh buôn bán phát tài phát lộc có cơ hội phất lên như diều gặp gió tử vi tuổi bính Tý thuộc mệnh thủy việc kiếm tiền làm giàu trở nên suôn sẻ và dễ dàng hơn rất nhiều tử vi tuổi mậu Tý thuộc mệnh hỏa cố gắng nắm bắt cơ hội trước mắt mình phát huy hết nội lực của bản thân tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ dù gặp phải khó khăn cũng được bạn bè người thân giúp đỡ để vượt qua tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc cần phải học cách lắng nghe để giữ gìn hạnh phúc mà mình đang có nhé vài đánh giá của ba tuổi tý trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 16, số 98, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Sửu, chủ nhật, ngày mùng 10 tháng 4 năm 2022. Với bà tuổi Sửu bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tỷ dậu xỉu phù trợ cái điều này sẽ rất có lợi cho các mối quan hệ xã giao của bạn trong ngày hôm nay và đặc biệt là đối với những bạn đang quản độc thân nên nhân cơ hội này hãy bật đèn xanh cho đối tượng mà bạn đang để ý vì cơ hội thành công là rất cao với bạn tuổi xỉu hãy lắng nghe tiếng gọi của trái tim mình quý nhân sẽ trao cho bạn có được những cơ hội để kéo gần khoảng cách giữa hai trái tim lại với nhau nữa nhé các cặp đôi trong ngày này cũng có được một ngày bình an, không có nhiều nỗi lo, chỉ thấy sự bình an và ấm áp khi được ở bên cạnh nhau. Các cặp vợ chồng sẽ nhận được tin vui về bầu bí, hỷ sự trong ngày hôm nay nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Sửu sẽ có được những trải nghiệm mới mẻ trong công việc khi mà bạn đang gặp được ngày có thiên ấn trao cho bạn, có được những cơ hội để thể hiện những ý tưởng mới mẻ của mình, biến chúng trở thành hiện thực. Và thời điểm này, dù công việc của bạn có phát sinh hay là bất cứ vấn đề gì xảy ra, bạn bệnh cũng có thể xử lý rất linh hoạt và đạt hiệu quả cao nữa nhé về câu quýt cho bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim đối với những bạn đang quản độc thân nên lắng nghe tiếng gọi của trái tim tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy các mối quan hệ vô cùng là suôn sẻ và thuận lợi tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa có được cơ hội thể hiện những ý tưởng của mình trong công việc. Từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ, các cặp đôi có một ngày bình an bên nhau. Từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc, xử lý rất linh hoạt và hiệu quả các vấn đề phát sinh. Và đánh giá của bà tuổi sửu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 35 số 86, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Dần, chủ nhật ngày mùng 10 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi dần bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi. Điều này làm cho bạn sẽ trải qua một ngày không mấy dễ chịu. Ngày này với bạn tuổi dần, bạn cần phải kiềm chế những cảm xúc của mình thật tốt. Tuy nhiên, có nhiều chuyện không mong muốn nảy sinh bất ngờ ngoài sự kiểm soát. Nhưng bạn cũng đừng để cho cơn nóng giận của mình bao trùm tất cả lý trí mà làm ra những chuyện ảnh hưởng tới tương lai sự nghiệp của mình về sau này nữa. Bù lại, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi dần, lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, xôi đường chỉ lỗi cho bạn cho nên tài lộc ùn ùn đổ về. Với bạn tuổi dần có thể sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá cho mình nhờ vào sự chăm chỉ và chịu khó. Hơn nữa bạn mệnh tuổi dần còn là người rất khiếu léo trong việc chi tiêu, vun vén tiết kiệm hàng ngày, cho nên tiền bạc vô cùng là dư dả và nhân tài lộc đang tích tụ trong tay rất thích hợp để cho bạn tiết kiệm và đầu tư để sinh lời, để tiền bạc được sinh sôi nảy nở nữa, nữa bạn tuổi dần nhé quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi dần trong ngày chủ nhật này với bạn đang có được báo hiệu sẽ có được nhiều cơ may tìm thấy một nữ của đời mình khi trong ngày đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh mộc sinh cho họa vượng sẽ mang tới cho bạn có được cơ hội gặp gỡ làm quen với những người khác phái với bạn tuổi dần bạn cũng đừng có để lỡ những cơ hội để chạm tay vào hạnh phúc mà mình đang có nữa nhé Vài câu quý cho bạn tuổi dần trong ngày chủ nhật này. Tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, đừng có để cho cơn nóng giận bao trùm đi lý trí. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, cần phải kiềm chế cảm xúc của mình cho tốt hơn. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, khéo léo vun vén tiết kiệm hàng ngày, cho nên tiền bạc vô cùng dư dả. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc có thể kiếm được một khoản tiền kha khá nhờ vào sự chăm chỉ và chịu khó từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim đối với những bạn đang quản độc thân có được cơ may tìm thấy một nửa của đời mình và đánh giá của ba tuổi dần trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao quân số may mắn số 27, số 88, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi tốt. Từ vi tuổi mão, chủ nhật, ngày mùng 10 tháng 4 năm 2022. Với bà tuổi mạo bước sang ngày Chủ nhật này, xem từ vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày gặp nhiều may mắn khi bạn đang gặp được ngày của thiên tài nâng đỡ. Cho nên, cái chuyện tiền bạc chẳng cần phải lo lắng quá nhiều. Các thần này chiếu mệnh sẽ mang tới cho bạn có được tài lộc dư dã, cái chuyện kinh doanh buôn bán của bạn vô cùng là phát đạt, mang lại lợi nhuận không hề nhỏ, tiền bạc ùn ùn kéo về, rụng rịnh trong việc chi tiêu nữa rồi nhá. Và trong ngày Chủ nhật này với ban tuổi mão lại đang gặp được ngày có họa mộc tương sinh. Cái điều này sẽ báo hiệu cho bạn sẽ có được nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, có thể sẽ gặp được người ưng ý, tình cảm hứa hẹn, sẽ phát triển một cách nhanh chóng nhờ vào ấn tượng tốt đẹp ban đầu của hai người, với những cảm xúc ban đầu nhiên nhuốm, vô cùng tươi đẹp. Vì vậy, với bà tuổi Mão, hãy biết nắm bắt lấy cơ hội để kết thúc một cuộc đời độc thân của mình nữa bà tuổi Mão nhé. Trong ngày này, đối với các cặp đôi đã yêu nhau lâu rồi, cũng có thể sẽ có được những quyết định nâng cấp lên một mối quan hệ có sự ràng buộc cao hơn. Đôi lứa tính tới chuyện trăm năm yêu thương nhau đủ đỏ thì tính tới lúc về chung một nhà để có thể sớm chiều chăm sóc cho nhau, giúp cho tình yêu được thăng hoa chẳng bao giờ dừng lại nữa nhé về câu quýt cho bạn tuổi mão trong ngày chủ nhật này tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy tài lộc được dư dả kinh doanh buôn bán vô cùng là phát đạt tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa không còn phải đau đầu lo lắng về chuyện tiền bạc tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ tình cảm hứa hẹn sẽ phát triển một cách nhanh chóng nhờ vào ấn tượng tốt đẹp tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc đối với những bạn đang quản độc thân sẽ có thể gặp được người ưng ý của đời mình. Từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, đôi lứa tính tới chuyện trăm năm về chung một nhà nữa rồi. Và đánh giá của bạn tuổi Mạo trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 30, số 68, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phụ trợ, tuổi Mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. từ Vi Tuổi Thìn, Chủ Nhật, ngày mùng 10 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày Chủ Nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu vận trình của bạn trong ngày hôm nay rất chỉ là hanh thông, thuận lợi. Với bạn đang có được báo hiệu con đường thăng quan tín chức đến gần khi mà bạn gặp được chính ấn trợ mệnh sẽ giúp cho bạn gặp được vận quý nhân, dẫn đường, trị lối, đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra trong khoảng thời gian ngắn nhất nữa. Trong ngày này với ban tuổi thìn, bạn là người có khả năng lãnh đạo tốt, nhờ thế mà khi làm việc nhóm với bạn hoàn toàn có thể làm chủ được tình thế, chủ động trong công việc của mình, cũng như là giúp đỡ đồng nghiệp bên mình, thành quả đạt được khiến cho ai nấy đều vui mừng, phấn khích bên cạnh đó trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi thìn cũng đang gặp được ngày có họa dưỡng cho thổ điều này làm cho bạn mệnh nên làm theo tiếng gọi của trái tim mình với bạn cũng đừng có ngần ngại bày tỏ tình yêu người ấy sẽ hạnh phúc lắm khi bạn chủ động nói ra tình cảm của mình chứ không giấu giếm mãi nữa nhé về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này từ vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa tình cảm chỉ bền chặt khi đôi bên biết giữ gìn từ vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ cần phải bao dung cho những thiếu suất của đối phương từ vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc giải quyết triệt để những nguy cơ còn tồn đọng. từ vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim có nhiều vấn đề phát sinh ngoài ý muốn từ vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy công việc được suôn sẻ không gặp phải nhiều khó khăn và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao quân số may mắn số 38 số 95 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cá tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi Dậu tuổi Thân từ vi tuổi Tỵ chủ nhật ngày mùng 10 tháng 4 năm 2022. Với bà tuổi tỵ bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính quan nâng đỡ. Điều này sẽ giúp cho quân đường công danh, sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay sẽ có phần thuận lợi hơn hẳn so với trước đây. Với bạn tuổi tỵ, bạn bệnh biết mình cần phải làm gì để đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra và cố gắng không ngừng nghĩ để giành lấy điều đó. Và trong ngày này với bạn tuổi tỵ, với tinh thần trách nhiệm cao, cấp trên luôn tin tưởng và giao cho bạn nhiều trọng trách quan trọng của tập thể. Đây vừa là thử thách nhưng đồng thời cũng là cơ hội mà bạn mệnh luôn sẵn sàng đón nhận để thể hiện khả năng của bản thân mình. Bởi bạn hiểu nó đồng nghĩa với cơ hội thăng tím không còn xa nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày có họa khí vượng. Điều này nhắc nhở bạn nên chú ý tới thái độ và lối ăn nói của mình trước mặt nửa kia. Sự nóng nảy có thể khiến cho bạn phát ngôn những lời gây tổn thương nghiêm trọng cho người mình yêu thương. Và dù có tranh cãi xảy ra, bạn cần phải cố gắng giữ gìn sự bình tĩnh và điềm đạm hết sức có thể bạn tự tị nhé về câu quyết cho bạn tuổi tỵ trong ngày chủ nhật này từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa biết mình cần phải làm gì để đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ con đường công danh sự nghiệp được thuận lợi hơn hẳn so với trước đây từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách để thăng tiến nhanh chóng hơn từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim được cấp trên tin tưởng và giao cho nhiều trọng trách của tập thể từ vi tuổi quý tỵ Cuộc mệnh thủy nên chú ý tới thái độ và lối ăn nối của mình trước mặt nửa kia. Về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 20, số 89, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi ngọ, tuổi dậu. từ vi tuổi ngọ chủ nhật ngày mùng 10 tháng 4 năm 2022 với bàn tuổi ngọ bước sang ngày chủ nhật này xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội trợ mệnh điều này sẽ giúp cho bạn hiểu rõ được điều trái tim của mình thực sự muốn là gì với bạn tử ngọa bạn biết đâu là người phù hợp với mình và đâu là người nên gắn bó cả cuộc đời này hạnh phúc đôi khi chẳng cần phải tìm nơi đâu xa vời bởi nó luôn hiện hữu ở ngay bên cạnh mình nữa bạn tử ngọa nhé và trong ngày này với ba tuổi ngọ, đối với các cặp đôi, các cặp vợ chồng đang có được các thần chia chở, cho nên với những mâu thuẫn bất hòa trước đó có thể sẽ được giảm nhẹ khi bạn luôn có được sự bao dung và biết cách lắng nghe. Nhờ vậy mà tình cảm gia đình với một nữ của mình khá hài hòa và dễ chịu, đặc biệt là trong những hoàn cảnh khó khăn, bất trắc với người thân luôn là điểm tựa vững chắc trong cuộc sống cho bạn nữa nhé. Tuy nhiên trong vận trình ngày Chủ nhật này với ba tử ngọ bạn lại có sự xuất hiện của hung tinh là thiên quan chiếu mệnh. Điều này sẽ làm cho công việc, cái chuyện làm ăn, kinh doanh buôn bán có thể sẽ phải chịu ảnh hưởng của điều này khi mà kẻ tiểu nhân luôn tìm cơ hội để lừa gạt chiếm đoạt tài sản của bạn. Bạn mệnh cần phải tỉnh táo để không bị xa bẫy, làm việc gì cũng phải kiểm tra cẩn trọng, tính toán trước sau để hạn chế những rủi ro bất trắc xảy ra với mình bạn tử ngọa nhé. Về câu quyết cho bạn tử ngọa trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, trân trọng hạnh phúc luôn hiện hữu bên cạnh mình, tử vi tuổi bính ngọa thuộc mệnh thủy hiểu rõ được điều trái tim của mình thực sự muốn là gì. Từ vi tuổi mậu ngọa thuộc mệnh hỏa, người thân luôn là điểm tựa vững chắc trong cuộc sống của bạn. Từ vi tuổi canh ngọa thuộc mệnh thổ, giảm bớt được những mâu thuẫn, bất hòa trong chuyện tình cảm trước đó. Từ vi tuổi nhâm ngọa thuộc mệnh mộc, đề phòng tiểu nhân, luôn tìm cơ hội để lừa gạt, chiếm đoạt về tài sản. Về đánh giá của bạn tử ngọa trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn số 16, số 58, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu da cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mùi, chủ nhật ngày mùng 10 tháng 4 năm 2022 xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mùi đang có nhiều dự định cho mình và bước đầu tiên mà bạn cần phải thực hiện đó chính là tìm cho mình một người để yêu thương và khi trái tim có được nơi để trở về với bạn mới có thể yên tâm để làm những công việc khác. Trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi mùi cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương hội. Cái điều này sẽ giúp cho bạn thỏa mãn những mong ước của mình với bạn hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình để biết được mình cần gì, mình muốn gì và ai mới là người mà bạn thực sự yêu thương. Lại thêm, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi mùi đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, cái điều này sẽ giúp cho bạn mệnh tháo gỡ được những khó khăn trước mắt và tìm được lối đi cho mình khi mà công việc càng ngày càng có nhiều trở ngại. Với bạn cũng đừng có lo lắng quá, hãy cứ từ từ và bình tĩnh mà làm từng bước một, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi mùi trong ngày Chủ nhật này, từ vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, tình cảm thăng hoa, đào hoa rực rỡ, từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, công việc được suôn sẻ cần phải biết nắm bắt cơ hội. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa nên nhớ lên kế hoạch cho tương lai của mình. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc đừng có để cho mình nhìn lại và hối hận. Về đánh giá của ba tuổi mùi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 28, số 77, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi mùi. Từ vi tuổi thân, chủ nhật, ngày mùng 10 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi thân bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân chưa chở. Cái điều này sẽ giúp cho bạn trải qua một ngày gặp nhiều thuận lợi. Với bạn tuổi thân, dễ dàng đạt được các mục tiêu mà mình đã đề ra từ trước đó. Bên cạnh đó, với bạn cũng nhận được sự hỗ trợ của đồng nghiệp, bạn bè và quan trọng là đối phương luôn giúp một cách vô tư mà không cần bất cứ hồi báo nào. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn cũng đang có điểm báo gặp hỏa tiểu nhân đe dọa tới vận trình tài lộc của bạn. Cho nên, với bạn tuổi thân, bạn cần phải có quyết định mang tính lý trí nhiều hơn thay vì để cho cảm xúc cá nhân lấn át như bây giờ. Việc đưa ra lựa chọn bốc đồng sẽ khiến cho tiền của công sức mà bạn đã tích góp bấy lâu nay sẽ tan thành bọt biển nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với ba tuổi thân lại đang gặp ngày có họa khác với kim. Cái điều này sẽ gây ra nhiều bất lợi trong chuyện tình cảm của bạn ngày hôm nay. Và đối với những bạn đang còn độc thân, có thể sẽ gặp phải nhiều nỗi muộn phiền khi chuyện tình duyên lận đật. Dù đã tìm được người tâm đầu ý hợp nhưng chưa chắc đã nên duyên đôi lứa giữa hai bạn còn tồn tại nhiều vấn đề chưa được giải quyết nữa nhá Về câu quyết cho bạn tuổi thân trong ngày Chủ nhật này, từ vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, nhận được sự hỗ trợ đắc lực của đồng nghiệp và bạn bè, từ vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa sẽ đạt được các mục tiêu mà mình đã đề ra từ trước đó, từ vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ cần phải có những quyết định mang tính lý trí nhiều hơn là cảm tính, từ vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc được người quyên giúp đỡ tận tình mà không cần phải hồi báo, từ vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, tình duyên lận đận có duyên nhưng không có phần. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 13, số 52, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu vàng kim, quý nhóm phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ từ vi tuổi giàu, chủ nhật ngày mùng 10 tháng 4 năm 2022 với ba tuổi dậu bước sang ngày chủ nhật này xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tỵ dậu sửu phù trợ cái điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay gặp nhiều điều kiện thuận lợi và suôn sĩa, rất thích hợp để cho bạn tiến hành các kế hoạch về hợp tác làm ăn kinh doanh buôn bán thu lợi về cho mình các thần này chiếu mệnh sẽ mang tới tài lộc về cho bản mệnh. Cái chuyện kinh doanh buôn bán vô cùng là phát đạt, mang lại lợi nhuận không tồi, tiền bạc ùn ùn kéo về, rộng rịnh trong việc chi tiêu nữa rồi bạn tuổi dậu nhé. Trong công việc với bạn tuổi dậu trong ngày chủ nhật này lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, cái điều này cũng sẽ giúp sức khá tốt cho bạn trong ngày hôm nay với bạn có được những lựa chọn đúng đắn và quyết đoán, dứt khoát, nắm giữ cơ hội và phát huy năng lực của mình một cách tốt nhất để đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra, không chần chừ hay là xem xét quá nhiều mà bỏ lỡ mất thời cơ đến với mình. Tuy nhiên, trái với vận trình sự nghiệp và vận trình tài lộc của bạn tuổi dậu trong ngày hôm nay thì vận trình tình cảm của bạn lại có sự xa sút khi mà bạn đang gặp ngày có ngũ hành, kim họa xung khắc cái điều này sẽ gây ra những bất đồng ý kiến trong mối quan hệ của bạn và người ấy với những cuộc tranh cãi của cả hai diễn ra không hồi kết nhưng lại không tìm ra được cách để giải quyết sao cho hiệu quả nhất nữa nhé về câu quyết cho bạn tuổi dậu trong ngày chủ nhật này tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy ngày thích hợp để tiến hành các kế hoạch về hợp tác kinh doanh đầu tư thu lợi tử vi tuổi đinh dậu Thuộc mệnh hỏa vận trình có nhiều điều kiện thuận lợi và suôn sẻ từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ có lựa chọn đúng đắn quyết đoán và rất khoát từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc cái việc kinh doanh buôn bán vô cùng là phát đạt tiền bạc ùn ùn kéo về từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim tình cảm xa sút tranh cãi linh minh về đánh giá của bà tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 23, số 68, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Tuất Chủ nhật, ngày mùng 10 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi tốt bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho thấy, với bạn cần phải làm việc hết sức mình trong ngày hôm nay, giờ đang là thời điểm thiên chốt vô cùng là quan trọng để cho cấp trên đánh giá về năng lực làm việc của mọi người, có thăng tiến hay là không, phụ thuộc vào thời điểm này nữa đó nhé. Và trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi tuốt lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, cái điều này sẽ giúp cho bạn có được thêm động lực để phấn đấu nhiều hơn trong công việc hiện tại của mình và không có khó khăn nào có thể ngăn cản bạn tiến bước thành công dù là nhỏ đến đâu cũng khiến cho bạn vô cùng là phấn khích nữa rồi. Và trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi tuất lại đang gặp được ngày có họa dưỡng cho thổ, điều này sẽ giúp cho bạn đang có được sự ủng hộ từ phía người thân, với bạn càng thêm yên tâm hơn để làm việc mà mình muốn, và bạn có thể cảm thấy mệt mỏi, nhưng khi có được người thân động viên thì lại như được tiếp thêm sức mạnh cho mình nữa rồi nhá. Về câu quyết cho bạn tuổi tuất trong ngày chủ nhật này, từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, công sức mà bạn bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, tình yêu càng ngày càng lớn mạnh hơn. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc nên hiểu đâu là điều mình cần phải làm. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim hãy trân trọng hạnh phúc mà mình đang có. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy đừng có để cho thời cơ trôi qua một cách đáng tiếc nhá Và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày chủ nhật này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao quân số may mắn, số 40, số 72, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phụ trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. Từ vi tuổi hỏi, chủ nhật ngày mùng 10 tháng 4 năm 2022. Với bà tuổi hợi bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông, dần thân tỵ hợi. Điều này làm cho bạn đang có điểm báo thị phi xuất hiện. Với bà tuổi hợi có thể sẽ phải đối mặt với những chiêu trò chơi xấu, ngấm ngầm vụ oan giá họa của những kẻ tiểu nhân nhằm hạ bệ uy tín của bạn. Có vẻ như những gì mà bạn đạt được trong thời gian qua khiến cho tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ cho nên tìm mọi cách để hãm hại chặn bước tín của bạn nữa rồi lại thêm trong vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi hỏi đang có sự tác động của thương quan chiếu mệnh cái điều này càng khiến cho mọi chuyện thêm phần rối riêng hơn với bà tuổi hỏi bạn cần phải tuân thủ những quy định đã được đặt ra từ trước đó không phải làm việc thiêu cảm hứng dù có đạt được hiệu quả cao đến đâu có trách nhiệm với việc mình làm sẽ giúp cho bạn đạt được sự tin tưởng trong tập thể và đừng có làm ảnh hưởng tới công việc của những người khác nữa bà tuổi hỏi nhé lại thêm trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có thủy hỏa xung khắc, điều này làm cho vận trình tình cảm của bạn có phần bị xa sút Với bạn tuổi Hợi, cái chuyện tình cảm giữa bạn với nửa kia còn có quá nhiều vấn đề chưa thể được giải quyết, mâu thuẫn mới lại cứ xuất hiện mỗi ngày, càng khiến cho bạn muộn phiền vô cùng. Quan đối với những bạn đang quản độc thân, chưa thực sự hiểu về điều trái tim mình muốn thực sự là gì, cho nên rất khó có thể tìm được người thực sự phù hợp với bản thân mình vào thời điểm này nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi hợi trong ngày Chủ nhật này, từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ cho nên tìm mọi cách để hạm hại. Từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, đề phòng những chiêu trò chơi xấu, vu oan của những kẻ tiểu nhân. Từ vi tuổi kỵ hợi thuộc mệnh mộc, cần phải có trách nhiệm với việc mình đang làm. Từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim cần phải tuân thủ quy định đặt ra thay vì làm việc theo cảm hứng. Từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy vận trình tình cảm có sự sa sút mau thuận xuất hiện liên tiếp. Về đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 23, số 62, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu đen màu trắng quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi mùi tuổi tý cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tích like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại